everyone, my name is Bungay, teacher of the pre-senior and senior courses at the IELTS Workshop. Welcome to another episode of IELTS Speaking Part 1 Samples. In today's video, I'm going to give you some words and phrases that may come in handy when you're dealing with the topic art. After that, I'm going to string together these standalone words into fully developed IELTS Part 1 answers, so get ready for some note-taking. Đầu tiên thì để nói về nghệ thuật hay hội họa thì chúng ta sẽ không thể thiếu những danh từ chung như là tác phẩm, bức tranh, bức ảnh, đúng không? Vậy thì ngoài những từ như là pictures hay paintings, mình sẽ cho các bạn 3 từ dùng để thay thế, dùng để paraphrase cho chúng khi chúng ta đã dùng hết những từ kia, đúng không? Chúng ta sẽ có artwork, work of art, masterpiece. Sẽ có những sự khác nhau nhất định về mặt nghĩa. Ví dụ như là an artwork sẽ là một từ dùng để chỉ bức tranh, bức ảnh hay là bức minh họa nói chung. Đó, vậy các bạn có thể hiểu là nó là một cách rất là trung lập dùng để nói về hội họa, đúng không? An artwork, được chưa? Rồi, thế thì nâng tầm lên một chút, chúng ta có từ a work of art, có thể được dịch là một tác phẩm nghệ thuật. Đó, tác phẩm nghệ thuật. Và cuối cùng chúng ta có từ a masterpiece, kiệt tác. Đó, như là cái tên thì bạn có thể ngay lập tức nghĩ đến những cái bức họa như là Mona Lisa của Leonardo da Vinci, đúng không? Mình sẽ lấy một ví dụ với từ này cho các bạn có thể hiểu hơn nhé. Mona Lisa by Leonardo da Vinci is truly a timeless work of art, hoặc là is truly a masterpiece. Đó, và chúng ta có thể nhận ra là cái từ a work of art, a masterpiece thì nó có những cái ý nghĩa và nó được nâng tầm hơn so với từ artwork. Từ thứ hai mình muốn mang đến cho các bạn đấy là từ curated. Thì curated có nghĩa là được tổng hợp, được bài trí một cách rất là có chọn lọc, rất là kỹ lưỡng. Đó, nói đây thì mình nghĩ là ai cũng đang tưởng tượng ra là mình đang ở trong một viện bảo tàng, đúng không? Và mình đi qua các bộ sưu tập, nó rất là hoành tráng và được trình bày một cách rất là có chủ đích. Vậy mình sẽ lấy một ví dụ cho các bạn hiểu rõ hơn nhé. So, the British Museum is home to a curated selection of artworks all around the world. Đó. Ngoài ra thì từ curated cũng có những cái ý nghĩa mà chúng ta có thể dùng ngoài cái ngữ cảnh art ra. Ví dụ như là khi chúng ta sử dụng cái ứng dụng Spotify để nghe nhạc, mọi người đang cố gắng lựa chọn ra những cái bài hát và nó phục vụ một cái chủ đề nhất định. Ví dụ như sắp đến Giáng sinh, chúng ta sẽ chọn cái bài hát liên quan đến Giáng sinh, đúng không? Vậy thì chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang compose hoặc là compile a curated playlist. Đó, a curated playlist. Từ thứ ba mình muốn mang đến cho các bạn đó là culture vulture. Culture vulture được dịch ra là một kền kền văn hóa. Đây là nhóm người mà có cái sở thích khá là có học, ví dụ như là đọc sách hay đi bảo tàng vào thời gian rảnh rỗi. Ngoài ra họ cũng là những cái người mà luôn luôn săn đón những cái xu thế nghệ thuật hoặc những cái hoạt động văn hóa mới nhất. Từ cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn đó là avant-garde. Avant-garde có nghĩa là tiên phong. Rồi, vậy thì những cái tác phẩm nghệ thuật được miêu tả là avant-garde thì nó sẽ có xu hướng là phá vỡ các cái quy chuẩn đã được đặt ra của nghệ thuật. Và định nghĩa anh của avant-garde là như sau. Like, avant-garde means to be bold, to be experimental, and to go against the established norms in the pursuit of art. So, in the next part of the video, I'm going to answer 3 IELTS Speaking Part 1 questions using the words I've just given you in a way that sounds the most natural. So, first question. Are you good at art? Well, I don't see myself as the artsy type. I mean, I used to take drawing lessons as a child, but I realized at some point in my life that I don't have a knack for this kind of craft. And so I gave up altogether. That being said, I still try scribbling some random, light-hearted doodles here and there, most of which draw heavy inspiration from the comics that I read in my free time. Question number 2. Do you often visit art galleries? Well, I'm a bit of a culture vulture.
So I'm always on the lookout for the newest art showcases in my town. There are only a handful though. And most of the galleries in Hanoi feature arcade exhibits and historical themed artworks, which are admittedly pretty boring to me. Well, as with people my age, I prefer looking at curated collections of modern art. And the Vincom Center of Contemporary Art near my house can provide just the experience. Question number three. What kinds of paintings do people like? Well, to be honest, aesthetic preference is something that can vary from person to person. But something we can all agree on is that paintings from the Renaissance are indeed the most well-liked, either for their unmatched virtuoso or for their timeless appeal. That is not the case for me though, as I tend to gravitate towards pieces that have a more avant-garde feel to it. So I guess that's it for today's video. Mình mong là các bạn có thể học được đôi chút từ những chia sẻ của mình và áp dụng chúng cho kỳ thi IELTS Speaking sắp tới. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh của The IELTS Workshop, cũng như để lại dưới comment những nội dung mà các bạn muốn xem trong những video tới nhé. Goodbye!